Lộc Nguyễn xin mến chào tất cả quý anh chị và cô bác. Hiện tại thì Lộc Nguyễn đang đứng tại cái vị trí là đường DT835 á quý anh chị. Đi vào bên trong cái vị trí nhà mà hôm nay Lộc Nguyễn giới thiệu cho quý anh chị á, nó chỉ tầm khoảng 200m thôi. Và cái đường nhựa mà đi vào bên trong nhà của chúng ta hôm nay á, là chúng ta đi bằng xe hơi di chuyển vào bên trong căn nhà tuyệt đẹp hôm nay Lộc Nguyễn sẽ giới thiệu cho quý anh chị nha. Và đường hiện tại Lộc đang đi là một cái con đường rộng tầm khoảng 5m nha quý anh chị, khá là rộng luôn. Hiện tại thì thời điểm này thị trường bất động sản đang trầm lắng quý anh chị, nên những quý anh chị nào mà muốn mua nhà đẹp mà giá tốt thì hiện tại là một cái thời điểm gọi là thời điểm vàng để cho quý anh chị mua được nhà giá tốt nha quý anh chị. Và hôm nay Lộc Nguyễn sẽ giới thiệu cho quý anh chị một cái siêu phẩm luôn quý anh chị, phải gọi là một cái siêu phẩm nha. Nhà nào mà có xe hơi thì căn nhà này rất là đáng để cho quý anh chị quan tâm. Và quý anh chị hãy theo dõi hết video, Lộc Nguyễn sẽ báo giá ở cuối video cho quý anh chị với một cái mức giá bất ngờ nha quý anh chị. Và đây là một cái siêu phẩm hình mái Thái vừa được chủ đầu tư bên nhà đất Lộc Nguyễn hoàn thiện xong nha quý anh chị. Cái nhà của chúng ta có cái diện tích là ngang 4, dài 24m, một trệt, một lầu. Và đặc biệt á, là có một cái khoảng sân trước khá là rộng rãi cũng như là một cái khoảng sân sau. Phải nói là nó bự chà bá luôn quý anh chị ơi. Đây, mời quý anh chị đi vào bên trong nhà để chúng ta cùng tham quan với Lộc nha. Và đây là một cái khu vực tường nè, khu vực cột trụ của chúng ta. Nhìn phải nói khá là chắc chắn luôn quý anh chị. Ở đây thì qua đi vào bên trong nhà thì sẽ qua một cái lớp cổng. Cổng này thì được CC những cái hoa văn và họa tiết nhìn rất là sắc sảo luôn quý anh chị, với cái tông màu vàng và tông màu đen truyền thống ha. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đi vào bên cái khoảng sân này ạ. Một cái khoảng sân phải nói rất là rộng luôn quý anh chị ơi. Cái khoảng sân này rất là rộng luôn. Thì những quý anh chị nào mà nhà có xe hơi á thì căn nhà này rất là đáng để cho quý anh chị quan tâm luôn. Ở đây thì chúng ta có thể là đậu được một chiếc xe hơi 7 chỗ với 3-4 chiếc xe máy ha quý anh chị. Tường thì rất là cao nè, tầm khoảng 3m luôn á, rất là cao luôn quý anh chị. Đó. Rồi. Ở bên tay trái Lộc nè có một cái khoảng không gian cây xanh làm cái điểm nổi bật cho khu vực nhà của chúng ta ha. Và ở đây sẽ có một cái vòi nước sẵn cho quý anh chị luôn, để cho quý anh chị tưới cây ha quý anh chị. Đó, nước ở đây chúng ta xài là nước sạch. Nước sạch của công ty nước Hà Lan nha quý anh chị. Nên quý anh chị yên tâm về cái độ an toàn nước của chúng ta ở đây ha. Đó. Thì nước ở đây chúng ta tận dụng để rửa xe, để tưới cây thì rất là hợp lý luôn ha quý anh chị. Một cái mặt diện rất là đẹp. Một trệt một lầu theo kiểu hình mái Thái với cái tông màu trắng và tông màu nâu đậm ha. Và khi mà quý anh chị đi bước vào bên trong nhà thì sẽ lên một cái bậc tam cấp để đi vào nhà nè. Cửa của chúng ta là cửa nhôm Sifa, kính cường lực nha quý anh chị. Đó, vào bên trong nhà quý anh chị ơi, phải nói rất là sang trọng luôn. Với một cái mức giá, phải nói rất là bất ngờ luôn quý anh chị ơi. Chỉ 1 tỷ thôi là quý anh chị đã sở hữu được căn nhà này rồi. Đó, thì cuối video là mình sẽ báo giá đủ cho quý anh chị ha. Một cái khoảng không gian phòng khách phải nói rất là rộng rãi. Ở đây á, mình tích hợp luôn cái khu vực bếp ở khu vực phòng khách luôn ha, làm cho cái khu vực của chúng ta nó rộng ra nè quý anh chị, rất là rộng luôn. Đó, bên tay trái Lộc nè, ở đây thì nhà của chúng ta sẽ được đo ni đóng dài từng chi tiết hết rồi. Ở đây là một cái kệ đựng tivi ha. Ở phía trên thì đã được ốp PVC đó, giả gạch nè. Và ở đây có những cái điểm nhấn là hình màu vàng ha, rồi những cái thanh giả gỗ nhìn rất là sang trọng và hiện đại ha quý anh chị. Phía dưới á, làm cho mình là gạch bóng kính với cái tông màu xám, nhìn rất là đẹp luôn quý anh chị ơi. Trên trần Lộc Nguyễn rất là thích cái khu vực đèn chùm này, nó kết hợp luôn cái quạt gió nè, làm cho khu vực phòng khách của chúng ta thật là sáng cũng như là thật là mát luôn nha quý anh chị. Rồi, một cái tường nè, rất là đẹp luôn quý anh chị ơi. Còn đây là cái công tắc tổng. Ở đây thì khu vực đầu mót của chúng ta nè quý anh chị sẽ được ở đây thì chúng ta điều chỉnh được và điều khiển bằng cái đầu mót này nha. Đó, rất là sang trọng phải không ạ? Hiện tại thì căn nhà của chúng ta là sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay với một cái mức giá khá là cao luôn nha quý anh chị. Với căn nhà này thì ngân hàng sẽ hỗ trợ từ 800 tới 1 tỷ cho quý anh chị luôn nha. Rồi, ở đây là một cái tủ bếp trên. Tủ bếp trên thì rất là nhiều
nhiều tủ để cho quý anh chị đựng những cái đồ hông quý anh chị. Và khu vực ở dưới bồn rửa chén nè, làm cho quý anh chị cái khu vực này để cho quý anh chị làm một cái kệ ha, để chúng ta rửa chén xong là chúng ta úp chén lên đây cho nước nó nhiễu xuống khu vực này ha quý anh chị. Đó, rất là thông minh ha quý anh chị. Đó, quý anh chị thấy căn nhà này có thích không ạ? Có sang trọng, có đẹp không ạ? Hãy nhấn cho Lộc một nút like và một nút đăng ký kênh Nhà Đất Lộc Nguyễn để luôn là người nhận được những cái video nhà và đất mới nhất Lộc Nguyễn sẽ đi quay mỗi ngày, để cho quý anh chị những cái sự lựa chọn, nhiều sự lựa chọn hơn nha quý anh chị. Đây, khu vực phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh ở đây thì Lộc thấy rất là rộng rãi luôn. Tường thì đã được ốp gạch lên tới trần cho quý anh chị luôn nè. Đó, với những cái tông màu rất là sang trọng luôn. Những cái thiết bị phải nói rất là cao cấp, vòi sen, bồn cầu đã được lắp đầy đủ hết cho quý anh chị rồi. Và đây là một cái khu vực lavabo được thiết kế ở phía bên ngoài. Khu vực toilet thì nó rất là thông minh nha quý anh chị. Đó, làm sẵn cho quý anh chị một cái kính luôn nè. Nó rất là đầy đủ ha. Đặc biệt căn nhà này Lộc thấy rất là thích hợp để cho quý anh chị ở một đại gia đình ha. Ông bà, cha mẹ, con cái chúng ta cùng nhau ở thì rất là tuyệt vời luôn. Có một cái căn phòng ngủ ở dưới tầng trệt nè quý anh chị. Đó, rất là rộng luôn quý anh chị ơi. Phía trên trần làm cho quý anh chị là trần vượt cấp ha. Và BBC ở phần bên cái mé tường cho quý anh chị luôn rồi. Có một cái ô cửa sổ để cho quý anh chị lấy gió cũng như là lấy sáng, làm cho khu vực phòng của chúng ta lúc nào cũng sẽ thông thoáng hơn. Wow. Đặc biệt là Lộc Nguyễn rất là thích cái khoảng không gian sân này quý anh chị ơi. Một cái khoảng không gian sân á, phải nói là bự chà bá luôn quý anh chị. Đó, rất là bự luôn. Ở đây có một cái vòi nước cho quý anh chị nè, để cho quý anh chị tưới cây ha. Và chúng ta tận dụng khu vực này để làm gì ạ? Để chúng ta để máy giặt và chúng ta phơi đồ ở khu vực sân sau thì rất là hợp lý luôn. Ở phía bên tay trái Lộc nè, có ống nước vào và ống nước ra. Đó, rồi phía trên có ổ cắm điện sẵn luôn. Thì khu vực này chúng ta để máy giặt ở đây ha. Và chúng ta phơi đồ ở phía sau thì rất là hợp lý ha quý anh chị. Với cái khoảng không gian phía trên trống như thế này nè, thì chúng ta có thể thiết kế một cái mái tre phân nửa thôi. Thì cái khoảng phân nửa kia chúng ta để nó trống để chúng ta phơi đồ, lấy sáng và lấy gió ha quý anh chị. Ở phía trên có những cái ô như thế này, làm cho cái khu vực sân của chúng ta rất là thoáng quý anh chị ơi. Đó, ở trên lầu thì có cái ô cửa sổ nữa, rất là thoáng luôn. Thì Lộc Nguyễn mời quý anh chị di chuyển lên khu vực trên lầu 1 để chúng ta tham quan các căn phòng ngủ phía trên ha. Căn phòng này thì căn nhà này thì Lộc thấy rất là hợp lý cho đại gia đình chúng ta ở ha quý anh chị. Quý anh chị thấy như thế nào ạ? Thì trong suốt thời gian vừa qua thì Lộc Nguyễn cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị và cô bác đã luôn tin tưởng và ủng hộ kênh Nhà Đất Lộc Nguyễn để hoàn thành tốt hơn về nhiệm vụ là Lộc Nguyễn đi review những cái căn nhà đẹp, những cái mẫu nhà đẹp cũng như là những cái miếng đất thật là vị trí thật là tốt và giá thật là tốt để gửi đến cho quý anh chị. Thì Lộc Nguyễn cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý anh chị nha. Rồi, và đây là cái khu vực cầu thang để chúng ta bước lên trên lầu nè quý anh chị. Tay vịn được thiết kế bằng gỗ căm xe, đó nhìn rất là chắc chắn và sang trọng luôn. Các bậc cầu thang đi lên thì đã được ốp lát những cái đá hoa cương hết rồi. Bên tay trái Lộc có một cái ô cửa sổ nè, để cho quý anh chị lấy gió và làm cho khu vực cầu thang của chúng ta lúc nào cũng không khí nó cũng đối lưu quý anh chị, nên ngôi nhà này nó rất là thoáng luôn quý anh chị ơi. Rồi, cùng Lộc đi lên trên lầu để chúng ta tham quan các căn phòng ngủ phía trên nha. Khu vực cầu thang thì sẽ có một cái đèn chiếu sáng mé bên tay phải nè quý anh chị, rất là đẹp luôn ha, giúp cung cấp đầy đủ ánh sáng cho khu vực cầu thang của chúng ta. Đi lên khu vực lầu 1 thì sẽ có hai phòng ngủ, một phòng vệ sinh và một cái khoảng không gian trống để cho quý anh chị tận dụng để làm một cái nơi tiếp khách, hoặc là chúng ta đợi những cái vật dụng thiết bị tập thể dục thì rất là tuyệt vời luôn quý anh chị ơi. Thì Lộc Nguyễn xin nhắc lại một lần nữa ạ, đường trước nhà của chúng ta là đường 5m gần trường học Nguyễn Đình Chiểu nha, và điện nước của chúng ta là riêng biệt hết nha quý anh chị. Và đây là cái ban công của căn phòng đầu tiên là cho quý anh chị tham quan nè, nó sẽ hướng ra phía ban công khá là rộng rãi luôn quý anh chị ơi. Một cái ban công này á thì Lộc thấy là tận dụng để chúng ta trồng cây nè, hoặc là chúng ta để những cái bộ ghế, tầm khoảng 2 ghế và một cái bàn. Đó, những buổi chiều, những buổi sáng chúng ta ra khu vực này ngồi hóng gió mát thì rất là tuyệt vời ha. Căn nhà của chúng ta là nằm trong cái hướng đông nam nha quý anh chị, nên nắng là nắng buổi sáng và buổi chiều sẽ rất là mát luôn quý anh chị ơi. Mỗi căn phòng ngủ của chúng ta được ở phía trên tường á, đã được PVC, những cái họa tiết giả gỗ nè, nhìn rất là sang trọng và hiện đại luôn. Cái cửa phòng ngủ của chúng ta là cửa làm bằng chất liệu là cửa nhựa ha, giả gỗ nha quý anh chị.
Và đây là một cái khoảng không gian trống nè, phía dưới được ốp những cái gạch bóng kính với cái tông màu xám nhìn rất là đẹp ha. Phía trên là trần dược cấp cùng với hệ thống đèn LED giúp cung cấp đầy đủ ánh sáng cho cái khu vực phòng của chúng ta. Cái nhà máy Thái này nó rất là đẹp luôn nha quý anh chị, đặc biệt là Lộc ấn tượng với cái khung cửa sổ này với những cái CC với cái tông màu đen nhìn rất là sang trọng và hiện đại luôn ha. Cái khung cửa sổ nhìn rất là đẹp mắt ha quý anh chị. Và đây là căn phòng ngủ thứ hai, nó rộng tầm khoảng 30 mét vuông á quý anh chị. Với cái khoảng không gian phòng ngủ này á, mình có thể set up một cái bộ giường ngủ nè, một cái tủ đựng quần áo cũng như là một cái bàn trang điểm ha quý anh chị. Những căn phòng ngủ mà có cửa sổ như thế này á thì nó rất là thông thoáng và mát mẻ, giúp cho không khí của ngôi nhà chúng ta lúc nào cũng sẽ lưu thông á quý anh chị, nên nó rất là mát ha. Ngoài những cái sản phẩm nhà như thế này á thì bên Lộc còn những miếng đất thổ cư nè, hoặc là đất vườn, đất lúa, tùy theo cái nhu cầu của quý anh chị á, thì quý anh chị hãy gọi ngay cho Lộc Nguyễn qua cái số hotline phía trên màn hình nha, 077-201-0726, để Lộc Nguyễn sẽ tư vấn và chọn những cái sản phẩm thật là phù hợp cho quý anh chị và cô chú ha. Để mình đi xuống đây mình xem những cái sản phẩm đúng nhu cầu thì sẽ không mất thời gian của quý anh chị ha. Quý anh chị ơi, quý anh chị hãy nhấn một like và một nút đăng ký kênh cho Nhà Đất Lộc Nguyễn để tạo động lực cho Lộc đi quay mỗi ngày những cái căn nhà mới và những cái miếng đất cho quý anh chị có nhiều sự lựa chọn hơn nha. Và tiếp theo thì Lộc Nguyễn mời quý anh chị di chuyển xuống khu vực tầng trệt, Lộc Nguyễn sẽ báo giá cho quý anh chị. Vừa rồi thì quý anh chị tham quan căn nhà tuyệt đẹp rồi, quý anh chị thấy thế nào ạ? Thấy có chảy nước miếng chưa ạ? Chứ riêng Lộc thì rất là ao ước và muốn cho gia đình mình có một cái căn nhà đẹp như thế này để chúng ta làm một cái nơi an cư lập nghiệp ha. Thì Lộc Nguyễn sẽ thống kê lại chi tiết căn nhà của chúng ta ha quý anh chị. Một căn nhà được tọa lạc tại vị trí là huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An nha quý anh chị. Căn nhà của chúng ta là nằm ngay trung tâm của thị trấn luôn. Nó chỉ cách đường DT835 á chỉ tầm khoảng 200m thôi, và xung quanh trong vòng bán kính 1 km đổ lại thì không thiếu một thứ gì hết quý anh chị. Siêu thị lớn nè, Co-op nè, Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động, trường học các cấp, cấp 1, cấp 2, cấp 3 đầy đủ luôn. Và ở đây là mình đi ra quẹo phải tầm khoảng 200m thôi thì sẽ ra cái trường trung học cơ sở rất là lớn luôn nha quý anh chị. Đó, mọi thông tin chi tiết về căn nhà này quý anh chị hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc qua số hotline phía trên màn hình nha. Và Lộc Nguyễn sẽ thống kê lại một lần nữa căn nhà của chúng ta có những cái thông tin gì ạ. Một căn nhà nằm ở hướng đông nam, có thiết kế là một trệt một lầu nè, với cái diện tích là ngang 4 và 24m, có đến 3 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh, có một cái khoảng sân trước cho quý anh chị đậu xe hơi và một cái khoảng sân sau nữa quý anh chị, rất là rộng luôn. Với một cái mức giá tổng cho quý anh chị sở hữu căn nhà này là 2 tỷ 050 triệu, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào nha quý anh chị. Một căn nhà phải nói rất là tuyệt vời và một cái mức giá rất là hợp lý luôn. Đối với một căn nhà sổ hồng riêng như thế này thì ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay với một cái mức giá là tầm 800 tới 1 tỷ nha quý anh chị. Nên những quý anh chị nào đang có tài chính tầm 1 tỷ là quý anh chị đã sở hữu được căn nhà rất là đẹp và đường xe hơi chúng ta di chuyển đến nơi luôn. Xin cảm ơn tất cả quý anh chị đã theo dõi hết video. Và cuối video Lộc Nguyễn xin chúc cho tất cả quý anh chị nè có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống và luôn thành công, kiếm được thật nhiều tiền để sở hữu cho mình những cái mẫu nhà đẹp, một cái miếng đất với những cái vị trí đẹp nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau.